nửa miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay con đang có mặt tại cái kênh Mương Xã ở xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thì được biết hai gia đình của anh Hai Triệu và anh Năm Thứ thật sự rất là khó khăn luôn. Hàng ngày gia đình của anh đều phải xách nước dưới cái kênh Mương Xã để sử dụng, vì nguồn nước dưới con kênh đó thì rất là ô nhiễm luôn. Mà hai gia đình gần với nhau thì có sử dụng chung đều có một cái cây cầu thôi. Thì con mời cô chú anh chị và các bạn cùng con vào tìm hiểu ra hai gia đình của anh để gia đình của anh đi xách nước xem xem như thế nào ạ. Thì anh Hai ơi, anh có thể xách nước cho bà mọi người được xem không ạ? Được. Dạ. Dạ anh Năm. Anh Năm bị bệnh hả anh Năm? Anh Năm vậy thôi anh Năm ngồi nghỉ đi. Đây là con gái của anh Năm. Thì con gái của anh Năm sẽ xách nước cho mọi người đều xem ạ. Thì nước dưới con kênh thì hiện tại thì nó đang rất là đục luôn. Sàn nước của anh Hai ở đâu anh Hai? Đó, mình đó ra rồi. Còn sàn nước của anh Năm. Hôm nay thì mình đi lại sàn nước của anh Năm trước nha. Đổ vô thùng này hả con? Rồi, đây cô đổ tiếp cho. Này, nước dưới con kênh này rất là đục luôn. Còn cái thùng này thì mình để làm cái gì vậy con? Để đi nước á. Nước rồi có lóng phèn không? Cô thấy trong nè. Dạ có. Lóng phèn, mới lóng phèn hay sao? Dạ. Này con lóng phèn hồi nào? Con không lóng phèn. Con không lóng phèn là con để cái gì nữa tự nó lắng xuống luôn. Ồ đây, ý là để con sách này lâu chưa? Là lâu rồi. Lâu rồi mà nó còn lắng, còn đục như vậy đó hả? Thì con mời cô chú qua xem cái sàn nước của anh Hai nha. Rồi con vô nhà, con ở đây chở xíu đi. Gia đình mình sử dụng sàn nước ở đây hả anh Hai? Dạ chị. Anh Hai đổ nước lên phi giùm em đi, coi cho em coi cái. Rồi, nước rất là đục luôn. Đục rồi. Ngày thường là mình xách mấy thùng mình mới được cái phi như vậy, đầy phi như vậy anh? Xách khoảng 15 thùng. 15 thùng. Ồ nước đục quá anh ha. Ủa rồi còn cái này là cái gì anh? Cái này anh dừng hay là gì? Cái máy bơm nước. À. Là mình gia đình mình còn sử dụng không? Còn lâu bơm như được đầy phi vậy đó. Rồi. Khi nào mà đi làm về mệt quá mình mới bơm hả? Dạ. Rồi anh Hai vô nhà ngồi chờ em xíu nha. Rồi. Nước dưới con kênh hiện nay nước đổ nhưng mà nó còn nó đục quá. Đi vô nhà đi bé gái ơi. Anh mời anh vô nhà nha. Anh Năm không được khỏe hả? Rồi mình ngồi đây đi anh Năm ơi. Ngồi đây đi con gái ơi. Con gái ngồi kế ba đi. Anh Năm ngồi đây với em nha. Con gái ngồi xích qua đây đi. Anh Năm ơi, anh Năm xe lại em nè. Thì anh Năm ở đây lâu chưa? Mỗi năm rồi chị. Dạ. Rồi gia đình mình ở đây là gồm bao nhiêu thành viên anh hả? Con không biết. Là ở được bao nhiêu người á? Trong cái ngôi nhà này là bao nhiêu người? Có 5 người đó. 5 người. Hai chồng với 3 đứa con. Hai chồng 3 đứa con. Dạ. Con của anh là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con nho lớn thì nó 18 rồi. Dạ, còn bé này? Nó 14. Còn một bé nữa? Còn nhỏ kia nó 16. À, vậy là con là Út hả? Dạ. Con tên gì? Tên Trúc. Tên Trúc. À, gia đình mình làm nghề gì hả anh Năm? Tới mùa thì đi máy cắt, rồi vợ thì đi bằng gạch. À, vậy bữa nay rồi vợ anh có nhà không? Vợ nó không có đi bằng gạch chưa gì nữa. Dạ. Rồi tới mùa mình mới đi mát cắt hả? Dạ. Rồi thường ngày mà chưa tới mùa lúa thì mình làm công việc gì? Ai kêu bằng ngày mình bằng ngày sống. Dạ. Một ngày vậy mình làm gì có đủ lo chi phí sinh hoạt hàng ngày cho 5 người không anh? Ngày đó có 200 gì. Rồi vợ anh là ngày nào cũng làm hết? Dạ. Rồi công việc có ổn định không hay là bữa làm bữa nghỉ? Bữa làm bữa nghỉ. Là mình làm như vậy là bắt đầu là đi làm từ mấy giờ anh hả? Sáng đi 6 giờ đi tới 10 giờ 2 giờ gì. Sức khỏe anh Hai tốt không?
cũng mệt, mình thì nghỉ. À. Anh có đi khám gì chưa? Chưa. Dạ. Năm nay anh hai được bao nhiêu tuổi rồi? 44. 44 tuổi rồi. Dạ. Thì mình thì mình ở đây là mười mấy năm rồi. Dạ. Mười mấy năm nay là mình đều sử dụng nước ở dưới con kênh này hết ha anh? Dạ. Và anh thấy nước dưới con kênh này như thế nào? Thấy sạch sẽ, có nước quá trời dơ. Cái này em thấy là vô tháng mùa nước mà em thấy nước dưới con kênh này nó đục quá ha. Dạ. Vậy hàng ngày là mình đều xách hết, mình xách nước dưới con kênh này sử dụng hết. Dạ, hàng ngày bữa xách vài thùng đó đó. Dạ, là con gái anh xách hay là anh xách? Gái tôi em xách. Là hàng ngày con xách bao nhiêu thùng nước? Dạ, chị ba con xách á. Chị ba con xách. Rồi mình đều sử dụng nước dưới con kênh là mình lóng phèn lại hay sao con? Hay là mình cứ sử dụng trực tiếp luôn? Dạ. Là mình để mình sử dụng được cho cái việc gì? Nấu cơm, giặt đồ, rửa chén hay là dạ, còn gì nữa cơm, không? Nấu cơm, rửa chén. À. Rồi nấu canh này kia là đều sử dụng dưới con kênh luôn hay sao? Nấu canh kho cá có sử dụng không? Dạ không. Thì mình sử dụng nước gì? Nước lọc. À, là gia đình mình uống với anh nấu cơm, nấu canh là mình sử dụng nước lọc. Dạ. Là mình đổi bình hay sao anh? Dạ. Hai ba bữa đổi bình, hai ba bữa đổi bình. Dạ. Rồi hàng ngày mình tắm á, mình thấy nước đi như thế nào anh? Có bị ngứa ngáy hay là nổi ghẻ gì không? Có chứ, nó tắm rồi nó không phải nó ghẻ nó ngứa là ghẻ nữa. Dạ. Giờ nước đục thì nó nước đổ mà nó đục rồi những cái tháng khác á là nước có trong không hay là nó vẫn đục như vậy? Thì nó hết nước đổ rồi bắt đầu tới nước trong. Dạ. Thì theo như em được biết thì xung quanh mình là đồng ruộng không à? Dạ. Thì chắc xả phân xả thuốc này chắc đều người ta xả xuống con kênh này hết không? Xả xuống rồi ba cái đìa cá bơm nước ra thì ba cái nước cá đìa đó nó chảy ra rồi thôi xanh dầu thì xanh nước. Dạ. Rồi đó giờ gia đình mình có mong muốn mà để có cái nguồn nước sạch mình để sử dụng cho tốt sức khỏe không anh? Con muốn có cây nước xài này, cho nó sạch sẽ như vậy. Dạ. Vậy là anh có biết nước cái nguồn nước giếng rồi hả? Dạ chưa. Dạ thì em cũng nói cho anh được rõ luôn cái nguồn nước giếng á là mình khoan dưới lòng đất là từ 40 cho tới 80 mét. Dạ. Là mình có cái motor á, gia đình mình có điện á là mình kéo cái motor lên thì nước ở dưới lòng đất đó là rất là trong và sạch luôn. Dạ. Anh có mong muốn mà để gia đình mình có cái nguồn nước sạch như vậy thế đó như vậy để sử dụng không? Dạ, muốn em cũng muốn có nguồn nước sạch thôi. Dạ. Nếu như mà gia đình mình may mắn được cái nguồn nước sạch như vậy thì anh cảm thấy như thế nào? Cũng cảm ơn mấy chị với mấy chú với mấy anh. Dạ. Thì em cũng hy vọng gia đình mình may mắn được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho cái giếng nước sạch để sử dụng nha. Dạ, dạ rồi, chúc anh. Dạ. Dạ, cảm ơn mấy chị với mấy chị, anh hết. Dạ, thì em cũng chúc cho gia đình mình có nhiều sức khỏe nha. Dạ, giúp đỡ cho em thì em cũng cảm ơn nhiều. Dạ, thì em cũng hy vọng là mình may mắn được cái Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Dạ, dạ, xin chào anh nha. Dạ thì tiếp theo thì con mời cô chú anh chị qua nhà của anh Hai Triệu ạ. Dạ, em chào anh Hai. Rồi, dạ chị. Mình vô nhà ngồi anh Hai nha. Cái nhà bếp anh Hai để đâu? Đó, thì trong đó anh Hai có dẫn có thể dẫn cho em đi xem được không? Đây, tự nhiên. Đây. Tại vì nhà bếp mình để đây. Nhà tắm mình nhà mình chưa có nhà tắm vệ sinh ha hả? Nhà tắm chưa có nhà cầu chứ. Là mình tắm ở dưới kênh luôn. Xong luôn. Dạ thôi mình ra nói chuyện xíu đi anh Hai ơi. Rồi, anh Hai ngồi đây với em nha. Dạ, dạ được rồi, mình ngồi đại với đi anh ơi. Không sao đâu. Anh Hải đây lâu chưa? Cũng mười mấy năm nay.
À, gia đình mình ở được bao nhiêu thành viên anh hả? Hai, con thằng trai với đứa con gái. Là được hai người con với hai vợ chồng là bốn người. Dạ. À, gia đình anh thì anh làm nghề gì? Đi làm thuê, làm mướn, có gặt, gặt. Người bà xã anh? Dạ, làm chung quá, còn dạ. Quá. Dạ, hôm nay thì chị đi màn chứa về ha. Được. Hai đứa con anh lớn chưa? Đi làm được rồi. À, đứa bao nhiêu tuổi hả? 17. 17 với kế tiếp là mấy 15. Tuổi? 15. Là hai bé đó chưa, nó nghỉ học hết hay à? Còn bé 15 tuổi nó ở ngoài chú nó quá, gặp lại. Là nghỉ học hết rồi. Rồi con trai lớn của anh là có đi làm gì không? Đi làm gạch chung nè. Nó còn làm quá. Gia đình mình đều làm gạch hết. Dạ. Rồi mình làm công việc đó là thường xuyên không hay là bữa trưa bữa làm bữa nghỉ? Cũng làm từng khi nghỉ 2-3 ngày rồi làm nữa vậy đó. À. Phải làm xuyên suốt. Phải làm xuyên suốt cũng có được, sống được. Dạ. Cũng khó khăn. Chứ tại vì còn bà già ở nhà rồi đâu đi đâu làm được. Dạ. Anh hai đi làm mới về hay sao em thấy đất xịn không nè? Đang làm đó rồi la làm đâu này này kêu chị về chút. Rồi gia đình mình ở đây là mười mấy năm rồi. Thì hiện giờ đang ở đây là mười mấy năm rồi. Dạ, thì hàng ngày thì mình đều sử dụng nước ở dưới con kênh mương xã này hết ha anh? Dùng dưới kênh mương xã đó, tới đây nước đâu có đâu dùng. Giờ sạch thì cũng dùng thí gì chứ. Ngày mình đi làm gì về mệt thì mình phải xách nước này kia nữa, chắc cực lắm anh hả? Đúng rồi. Anh thấy nước dưới con kênh nó như thế nào? Trời ơi, tháng này rồi chứ tháng kia thôi đi, xịn không à. Ừ. Đâu có sạch gì đâu. Em thấy là tháng này là tháng nước lên nè, mà nó còn đục như vậy đó. Rồi những tháng khác thì nó nước nó có trong không anh? Tháng kia nó bài khô, muốn khô kinh luôn á. Dạ. Chứ đâu có gì đâu. Mỗi dạ. Lần mà nước lớn chảy rồi tắm đâu được. À. Chờ nước lớn tắm mới được. Rồi mình sử dụng nước dưới con kênh đó là cho việc gì anh hả? Thì xài rửa bấy là chứ nấu nước rồi chứ đâu có uống đâu. Không có uống, rồi gia đình uống nước là uống nước gì anh? Nước thùng á. Nước bình đó. Nước là. À. Làm bao lâu mình mới đổi một lần? Thùng nó uống cũng được 5-10 ngày. Là uống thôi. Uống với đập nước cá rồi đi làm. Đi trồng á ha. Rồi giống như mình nấu cơm, mình nấu canh, mình kho cá. Lấy nước đó. Là lấy nước bình luôn. Còn nước dưới kênh thì chỉ giặt đồ, tắm. Ủa dưới rửa ghế vậy hả? Tắm luôn. À, nước gồng, khi nước gồng mới tắm cho đó. Tắm rồi mình cảm thấy cái da mình nó có bị ngứa hay nổi rẻ gì không anh? Dạ ngứa, không ngứa thì cũng tắm thấy chứ giờ sao giờ không lẽ không tắm. Em thấy là xung quanh là đồng ruộng không à? Người ta xịt lúa, người ta xả phân, người ta đổ xuống chắc là ô nhiễm lắm anh ha. Đúng rồi, thì nước dơ gì cũng xả xuống đó đó. Đó giờ mình có mong muốn mà để mình có cái nguồn nước sạch để sử dụng cho tốt sức khỏe cho gia đình mình không anh? Trời ơi, có chứ, các mong muốn mà không có đó chứ. Dạ. Mong muốn nước sạch đang xài cho sạch sẽ, tắm rửa rồi kia dễ. Đó giờ anh có biết tới cây nước giếng chưa? Thì cũng có biết, cũng ở trên này cũng có người ta làm kìa. Dạ, mà gia đình mình có mong muốn không? Cánh nhà trong đồng người ta làm nha. Dạ, gia đình mình có khi nào mà mình ước mình được cái cây giếng đó để mình sử dụng không? Ước vũ quả chưa có khoan lâu rồi chứ mà quá không chưa khoan nữa chứ. Là mình không có điều kiện không hay sao kiện. Anh? Dạ. Vũ thiếu lên xuống này làm gì làm. Thì em cũng được biết là cây giếng đó là có giá là 4,5 triệu. Đúng rồi, thì toàn bộ. Dạ, là toàn bộ giờ có là cái motor luôn. Là mình khoan dưới lòng đất là từ 40 đến 80 mét là mình... Gia đình mình có điện như này nè, cái mình bật công tắc lên là mình có nước để sử dụng rồi, nước rất là trong và sạch luôn. Điện mới có mấy thằng này đi. Dạ, mình có ao ước mình nếu như mình được may mắn được Mạnh Thường Quân mà cho cây giếng như vậy á, thì anh cảm thấy như thế nào? Trời ơi, dùng xài cảnh nước xe dơ này đó rồi Mạnh Thường Quân ủng hộ được cây nước với cái giếng này là mừng muốn chết luôn chứ. Dạ. Thì em cũng hy vọng gia đình mình được may mắn, được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho cây giếng nước sạch để sử dụng nha. Dạ. Dạ, thì em cũng chúc anh nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn. Dạ.
Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì con thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn cho hai hộ gia đình, đó là gia đình của chú Năm Thứ và gia đình của chú Hai Triệu. Khi mà hiện tại hai gia đình này đã được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là nhóm Hoa Từ Bi mà đã có được hai cái giếng nước sạch rất là trong luôn và đang sử dụng nó nữa. Dạ, cái nguồn nước ở dưới đây thì trước đó mấy chú phải xách lên rất là cực khổ luôn. Cây cầu thì cũng đã bị hư hết rồi. Hai hộ gia đình này thì có hoàn cảnh rất là khó khăn. Hôm nay con sẽ đến đây thăm cũng như là cho các cô chú anh chị và các bạn được xem về cái nguồn nước giếng mà họ đang sử dụng nha. Hộ đầu tiên mà con đến thăm trước đó là hộ gia đình của chú Năm Thứ. Dạ, thì gia đình của chú là ở dưới đây. Hai cha con hình như đang ngồi ở phía dưới để mà đợi con á. Giờ con sẽ xuống dưới. Chào chú Năm, chào chú. Dạ, thôi gia đình bữa nay vui quá ta. Chú Năm ra đây với con một chút nha. Con nghe nói là giếng nước của mình là đã được khoan xong rồi đúng không chú? Dạ, chú ra đây chỉ cho con với. Con thấy là chú được bảo quản rất là kỹ luôn. Đây, cái chỗ mình khoan là ở đây hả chú Năm? Dạ, đây là cái ống bình minh được khoan xuống nè và chạy vô đây. Cái motor thì được nằm ở phía trong đây nè các cô chú. Đây, mọi cùng xem nha. Đây là cái motor được đặt ở trong đây thì cũng khá là kỹ càng, cũng tránh được mưa, tránh được nắng rất là nhiều luôn. Dạ, nhà của chú thì cũng là xài cái sàn nước ở phía ngoài đường, cho nên là mỗi lần sử dụng là phải kéo ống dây qua, tại vì nhà thì không có xài sàn nước ở phía trong. Giờ mình đã bắt đầu kéo ống dây qua bơm nước ha chú. Dạ, cho con gửi tấm bảng ở đây. Chú ơi, em có nhiệm vụ làm một chút ghim điện nha. Chuyện này chị kêu rồi thì chút ghim nha. Còn giờ thì mình kéo ống qua bên kia đi ha chú Năm. Ở đây thì tại vì đường đi qua thì cũng khá là dài, cho nên là cũng được nói thêm á. Nhà chú thì cũng còn ống dây cũ nè, chú nói thêm vô để mà sử dụng. Rồi, chút bơm lên này. Em ghim điện vô chưa? Rồi. À, vậy là cái chỗ của chú có hay bị hụt nước không? Cái giếng nhà của chú Năm á, nó bị hụt nước một chút ở đằng đó, cho nên là nếu mà thường bị hụt như vậy, cách xử lý á, là mình sẽ chế nước vào trong motor. Có hay bị hụt như vậy không chú? Dạ có. Nếu mà thường á, giếng mà bị hụt nước á, thì báo cho chị biết ha. Dạ. Chị sẽ kêu mấy chú thợ qua sửa chữa lại, kê cái motor nó lên cao một chút nữa thì sẽ không có bị hụt nước. Vậy là giếng nhà chú Năm là bị hụt nước ha. Lúc nào bơm cũng hụt hay là lâu lâu mới hụt một lần? Lâu lâu mới không hụt lần nó mới mọ gì đó. Lâu lâu mới hụt một lần ha. Nhưng mà để tránh cái tình trạng này thì con sẽ kêu mấy chú họ lại sửa. Tại vì giếng của mình cũng được bảo hành, cũng được bảo quản, cho nên là hư cái gì thì mình có thể liên hệ thợ để sửa được. Dạ, tại vì nước này bị hụt thì tình trạng này cũng là tình trạng chung á. Mồi lên là được à. Cái ống dây á, chú mở nó ra, đừng có để cho nó bị cóp lại như vậy á. Thường nó cóp lại á, thì nước á, nó chạy ra nó sẽ bị yếu á. Mình đừng để cho ống dây bị cóp. Dạ, đúng rồi, mình để nó như vậy nè. Nó sẽ đỡ hơn. Đầy chưa chú? Dạ chưa. Nước quá ha, giống như đổ xăng vậy. Chú gành quá ta. Thích không? Từ có cái lúc có cái giếng này em thích không? Dạ. Thích hả? Em thấy nước làm sao? Nước sạch. Sạch nè. Trong không? Dạ, trong. Chị thấy là đầy vậy đó chú ơi. Gần đầy vậy đó, đúng không? Dạ. Rồi, khóa lại. Đầy chưa? Rồi, em khóa lại đi. Rồi, bơm lên thử. Rồi, lên nước rồi đó. Thì nãy giờ mấy chị em cùng với lại chú Năm cũng mồi nước á. Nước thì đang lên rất là mạnh và trong luôn. Trường hợp này thì con sẽ báo lại với bên thợ để mà kê motor cao lên để cho chú khỏi phải mồi nước á. Nước này nó hơi bị hụt một chút, cho nên là chú cứ yên tâm ha. Con sẽ liên hệ bên phía thợ rồi sửa cho mình. Đây, còn nước thì lên rất là trong và sạch, nhưng mà cực cái là phải mồi lên. Dạ. Đó, chú Năm thấy nước làm sao?
Đây, ôi cái nguồn nước nè rất là trong luôn, thấy cả đáy cái thùng màu xanh nữa. Ui trong đây nó có nuôi, có cá chép nữa rồi, đủ loại cá luôn, đã quá. Rồi mình tắt mấy chút ơi. Mình thu dây về ha. Cũng cực cái mỗi lần bơm là phải kéo dây qua. Đây rồi, mình vô nhà chút xíu đi ha, chú Năm. Chú Năm ngồi đây với bé nha. Cái bữa mà mấy chú họ khoan giếng á, khoan lên nước rồi hai cha con thấy làm sao? Thấy nó cũng êm, nó cũng nấu cơm ăn cũng được. À nấu cơm ăn cũng ngon ha. À. Rồi gửi chén nhặt đồ gì chưa chú? Dạ rồi. Gửi chén nhặt đồ rồi. Dạ, chú có thử nếm qua cái nước giếng chưa? Dạ rồi. Em thấy làm sao? Ngọt. Ngọt ha. Rồi bơm lên nước mạnh gì có thích không? Dạ. À. Rồi ai chỉ em cách mồi nước vậy? Dạ bác Tư. À bác Tư chỉ ha. Rồi biết mồi nước luôn, hay quá trời luôn ha. Nhưng mà vài bữa để mày chị nói với thợ rồi họ vô làm mà khỏi phải mồi nữa nha. Để mồi cũng khá là cực, hay là khỏi cần mồi. Nhưng mà cũng rất là giỏi luôn chú Năm ha. Chú Năm thấy nước giếng này với nước ở dưới sông thì chú Năm thích nước nào hơn? Phải tôi phải nước giếng này nè. Mà nó trong giấc mà nấu cơm nó dưới gửa ché nó cũng được. Dạ. Ở trước đó xài nước sông thì chắc là ô nhiễm lắm hả chú? Dạ. Dạ. Gia đình mình thì trước đó là toàn là sách không hay sao? Sớm nhau sách không đó, cái đợt rồi sách bữa ra cái đợt này có cây nước giếng thì cũng cảm ơn anh chị. Dạ. Cũng giúp đỡ cho tôi. Dạ. Hồi trước có tôi cũng cảm ơn nhiều. Dạ. Hồi lúc đó đó làm chú sách hoặc là bé sách hay sao? Tôi đứa bạn ở nhà mẹ con nó sách. À hai mẹ con sách là sách nước chắc cực lắm hả mấy chú? Dạ. À, nhưng mà cũng phải sách mới có nước xài. Có dạ. Tháng hai tháng qua thì mẹ con thì chuyện tới chuyện lui đó thì mẹ con sách lên. Dạ. Rồi sử dụng. À, cũng rất là cực luôn. À, cái nguồn nước giếng này á, thì chủ yếu á, các mạnh thường quân cũng cho những cái hộ nghèo, những cái hộ khó khăn ở trong những cái vùng sâu, vùng xa như thế này á, thì con nghe nói á, là cũng mới có điện gần đây thôi hả chú? Mới có điện 4 tháng mấy này gì? Dạ, mới có điện gần đây thôi. Bây giờ thì được thêm có nước sạch nữa thì con cũng rất là mừng cho các hộ gia đình ở đây, đặc biệt là cho gia đình của chú Năm luôn. Ngoài ra đó thì không biết là cái nước này á, con nghĩ là sau một thời gian khi mà mình đã sử dụng nước giếng quen rồi thì chú Năm cứ lấy để mà nấu là mình làm nước uống luôn. Tại vì con nghe nói là từ đây mà đi ra ngoài đổi nước thì cũng khá là xa luôn đúng không chú? Dạ, nên là mình sử dụng nước này mình uống luôn. Ủa mà trước đó là mình uống là uống nước gì chú? Uống nước lọc mà kêu nước lọc chỉ uống đâu mấy ngày nó mới hết luôn bệnh. Dạ, giờ có nước giếng rồi bắt đầu nếm thử đi ha. Rồi mình nấu canh, nấu cơm, đồ ăn mình thấy nó có lạ lạ gì không? Không, nó cũng bình thường ra nước lọc mình vậy đó. Dạ, cũng bình thường giống nước lọc, nước sông bình thường ha. Nhưng mà nó trong và nó sạch hơn, rồi nó tốt cho sức khỏe nữa. Nên là con cũng rất là mừng luôn. Ngày hôm nay thì con đến đây rất là mừng cho gia đình của mình khi mà có được cái giếng nước sạch để mà sử dụng nha. Thứ nhất là chúc mừng gia đình, sau đó là sẽ có một cái tấm bảng. Cái tấm bảng này để cho gia đình làm kỷ niệm nha. Đây là đến từ Mạnh Thường Quân, là nhóm Hoa Từ Bi, gửi tặng đến cho chú Năm Thứ cũng như là bé Trúc. Và con xin được phép đọc tên các vị Mạnh Thường Quân. Thứ nhất là bà Quảng Thành, hồi hướng cho ông Nguyễn Tấn Trấn, pháp danh là Tuệ Tỉnh, hồi hướng cho Nguyễn Lê Kim Hiền, hồi hướng cho Lily An Giang, pháp danh là Mỹ Duyên, em An Nguyễn, tặng cho gia đình của chú Năm cây giếng số 43. Thì con hy vọng là chú sẽ giữ tấm bảng này và treo nó lên làm kỷ niệm. Mỗi khi mà mình sử dụng nước giếng á, thì mình nhớ đến những người đã hỗ trợ cho mình để mà mình có được cuộc sống tốt hơn. Dạ. Ngoài cũng cảm ơn anh chị em giúp đỡ cho tôi cây nước giếng này, cũng cảm ơn anh chị hết. Dạ. Ngoài ra thì gia đình mình còn sẽ có thêm được một cái món quà rất là đặc biệt đến từ Mạnh Thường Quân, là nhóm Hoa Từ Bi. Cây giếng này thì có giá là 4.500.000 đồng. Chú nhờ đưa bảng qua cho bé Trúc giữ giùm con một chút nha. Dạ. Và đây là sẽ có thêm một cái phần quà gửi đến cho chú Năm nữa. Dạ.
Đây, chú Năm mở ra nha. Dạ. Bao nhiêu chú Năm? 1,2 triệu. Dạ, chú Năm có vui không? Vui quá, rất mừng quá. Này anh chị cũng giúp đỡ gì, cũng cảm ơn anh chị. Dạ, thì con thay mặt cho nhóm Hoa Từ Bi gửi đến cho chú cây giếng trị giá là 4.500.000 đồng. Ngoài ra thì còn có thêm món quà tiền mặt là 1.200.000 đồng nữa, cũng đến từ nhóm Hoa Từ Bi luôn. Xin chúc cho hai cha con sẽ có nhiều sức khỏe và sắp tới sẽ có một cuộc sống thật là tốt đẹp hơn nha. Hy vọng là sẽ gặp lại hai cha con trong thời gian sắp tới. Sử dụng nước thật là sạch sẽ, rồi sử dụng cứ thoải mái đi nha, để mà phục vụ. Dạ, con xin chào ạ. Dạ, cũng cảm ơn ổng quá hết rồi giờ. Dạ. 40 tuổi giờ nó mới thấy là cái cây nước giếng này. Dạ. Cũng cảm ơn anh chị. Dạ. Cũng cảm ơn nhiều, rất dạ là nhiều. Dạ. Là 40 tuổi đó là mới được cây nước giếng nữa. Dạ. Chúc cho gia đình có nhiều sức khỏe nha. Con xin chào chú và chào em ạ. Các cô chú, anh chị và các bạn ơi, thì sẽ còn một cái hộ gia đình nữa. Đó là gia đình của chú Hai Triệu, thì cũng sẽ có được một cái giếng nước sạch đến từ Mạnh Thường Quân, đó là nhóm Hoa Từ Bi. Thì bây giờ con sẽ tiếp tục di chuyển qua bên đây nha. Con chào chú nha chú. Dạ. Dạ. Dạ, chào chú Hai. Ủa chú Hai nó ống sẵn luôn rồi đó hả? Chú Hai có thể dắt cho con đi xem cái chỗ giếng mấy chú thợ khoan được không? Làm sẵn với luôn. À. Đây, dạ, thì đây là chỗ mấy chú thợ đã khoan giếng nè các cô chú. Được nói ống dài lên trên cái mua tưa thì đang nằm ở phía sau nhà. Hồi một chút xíu thì con sẽ vào để mà chỉ cho các cô chú về cái mua tưa mới hoàn toàn luôn nha. Dạ, nhà của chú Hai thì hơi xa một chút cho nên là ống dây là nói ra ngoài kia, sàn nước thì cũng xài ở ngoài luôn hả chú? Đúng rồi. Dạ, chú dắt con đi ra ngoài kia xem nha. Ống dây là chú nói lên trên nhà luôn. À, đi thẳng lên nhà luôn. Này, cái khúc dây này là ống dây mới là được và được bên khuya khoan giếng là người ta gửi tặng luôn. Còn phía này là mình nói thêm vô. Dạ. Chào cô Hai. Nay mới thấy được này là chú có thể giới thiệu được không ạ? Bà xã. Nay hai chồng mới đi làm về hay sao ạ? Dạ. Ủa hai giò gạo là giò bằng nước gì vậy ạ? Nước giếng luôn. Đây, có thể cho con xem được không? Đây, cái nước này là cô Hai do là cũng là xài bằng nước giếng luôn. Thì hổng gài là gia đình đã có nước giếng rồi, cho nên là chủ yếu là sử dụng bằng nước giếng thôi. Bây giờ là Hai có thể bơm lên cho con xem được không? Hai xài nước giếng này, cô Hai thấy làm sao? Cũng lớn lớn lợ. À, lớn lớn lợ thôi. Nhưng mà nó có trong và sạch không ạ? Cô thích không? Nước hơi ghê luôn mà không có tiền. Dạ, nay có là thích rồi ha. Cô Hai coi chừng chúng nha. Đây, cái nước mà chú bơm lên là rất là trong và sạch luôn. Chảy ra thì cực kỳ là mạnh luôn á các cô chú. Đây, quá thích luôn. À, ghim vô là liền. Ở phía bên nhà của chú Năm thì nó hơi bị hụt nước, cho nên là con sẽ liên hệ thợ để mà sửa sau. Còn bên chú Hai thì vẫn bình thường, vẫn ghim vô là đã lên nước rồi. Đây, cái thao nước nè, rất là trong luôn, sạch nữa. Đây. Mình lấy ra phía ngoài một chút nha. Ôi, quá trong luôn và mạnh nữa. Nước thì bơm lên thì không có bị hôi, không có bị gì hết. Dạ, mình tắt mình vô nhà xíu nha chú. Mình vô nhà luôn nha chú Hai nha. Dạ, chú Hai ngồi đi đi.
cô hai bận nấu cơm xíu rồi hả? Chị chú hai ngồi dạ, đây trước ngồi, đi. Ngồi đây đi. Dạ không, ngồi dưới đây đi, ngồi không sao được. Cô hai ơi, cô hai ra luôn nha. À dạ rồi, chị thôi hai vợ chồng ngồi đây, con ngồi ghế cho. Hai vợ chồng ngồi. Bé chèo cũng luôn. Có sao không ạ? Hồi nào vậy cô hai? 2-3 ngày rồi. Thường là gia đình mình là con nghe nói là làm gạch hay sao ạ? Dạ. Dạ. Phía tới giờ có trăm mấy chục ngàn. Làm là làm ban đêm. Mấy giờ mình đi hả chứ? 3 giờ sáng. Đi làm từ giờ này là cũng 9-10 giờ mình mới về. Thu nhập ngày vậy là mình được chồng gửi đi. Hai chồng là 300 ngàn. Mà thức đêm thức hôm chắc là cực lắm. Giờ này là nghỉ rồi đó. Này nghỉ rồi. Dạ, về rồi chắc cũng phải ngủ nghỉ gì á, chạy cũng rất là đuối, thức đêm thì con được biết là sẽ rất là đuối luôn. Cho nên là cũng giữ gìn sức khỏe nha cô chú. Dạ. Mấy chú thợ vô khoan cho cô chú được mấy ngày rồi? Dũng 10 bữa rồi. Con nhớ là mới hình như có cả tuần nay thôi, con lại chỗ qua đây rồi. Con thấy nhanh lắm á. Hình như con nhớ là từng rồi á, này cũng khoảng cả tuần rồi. Mấy chú thợ có nhiệt tình khoan không? Bữa đó có chú hai ở nhà không? Ông kia ông nói ông đi về để qua chuyến sau hay lên phan. À. Rồi ông đi về, ông mới điện thúc thủ ông. Ông mới phan luôn đó. Ông dạ. Thôi rồi qua sao là chắc không ông có. Ông kêu lính phan. Dạ, tại vì á thường là đi khoan giếng á là khoan cũng rất là nhiều nơi, cho nên là mấy chú thợ xách đồ lên xách đồ xuống thì cũng khá là cực. Cho rồi, nên là định dời ngày và dạ, cũng khoan sớm cho vợ chồng mình để mà có nước sớm để sử dụng. Hồi nãy con có nói là vô đây con sẽ xem cái mua tưa á, có thể dắt cho con đi xem cái được không chú hai? Đó. À, cái mô tơ nằm ở phía trong đây. Dạ. Tại nhà mình rất là ngắn luôn cho nên nó là không thể nào mà làm thêm cái sàn nước được nữa. Cái mô tơ thì được đặt ở phía trong đây thì cũng tránh mưa tránh nắng được á, nên là con nghĩ là cũng sẽ rất là an toàn. Mô tơ thì mới hoàn toàn luôn. Này có nước giếng chắc hai vợ chồng vui uống được luôn ha. Dạ. Khó khăn dạ. Có nhà mình từng quân giúp đỡ được cái giếng nước này xài thoải mái. Dạ. Mình ngoài nấu cơm ra thì giếng này, nước này mình có sử dụng cho những việc gì khác chưa chú? Cơm, giặt đồ, đạt, dạ. Tắm rửa. À là đã sử dụng hết rồi dạ. Ha. Chú thấy thích không? Thích chứ. Lúc đó hình như bữa đó chị con đến hỏi thăm chú là không có cô hai ở nhà ha. Rồi cô hai về thấy có nước này, cô hai thấy làm sao? Thấy cũng mừng. Nói chung là ham lâu lắm mà không có cái điều kiện để làm. Dạ. Yeah. Tại vì ở trong đây dùng sâu dùng xa á. Nếu như mà nước đâu có nước tắm đâu. Dạ. Yeah. Rồi những lúc đó mình phải làm cái sao? Sách thùng lên cái đại tắm. Phi đó ta giữa tắm. Kinh đó. Tại vì ở đây nó chỉ là con sông nhỏ thôi, cho nên là nếu vào mùa cạn thì không có nước. Rồi mình xuống tuốt dưới đó mình xách lên thì cái nước nó cũng không thể nào mà trong dơ. Được á. Đục nào à, dơ. Nhưng mà bắt buộc thì mình cũng phải tắm. Chứ không tắm nước đâu, không. Dạ, không tắm thì không có nước để tắm, cho nên là bắt buộc phải sử dụng. Nay có nước giếng rồi thì chỉ cần bật mua tưa lên thôi là đã xài được rồi. Cũng rất là mừng cho hai vợ chồng luôn. Con đến đây á, con cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân là nhóm qua Từ Bi gửi tặng cho cô chú cái giếng thứ 44. Con xin được phép đọc tên các vị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ. Thứ nhất là anh BTTV, em Anh Nguyễn, bà Quỳnh Thị Lan, chị Mai Loan, CCTT, Mimi, và Tâm Lê, bác Tuyết, Mai Tuyết Nga và chị BDV, chị Tú Nguyên Trần và bác Viên Hỷ, chị Trân Lý gửi tặng đến cho gia đình của chú 2 triệu cái giếng số 44, trị giá là 4.500.000 đồng một cái giếng như vậy. Dạ. Ngoài ra thì cô Sư chú sẽ còn có thêm được một cái món quà nữa đến từ Mạnh Thường Quân, đó là nhóm Hoa Từ Bi nha. Nhà thì đây là rất là đặc biệt luôn. Ngoài có giếng ra thì mình còn sẽ có thêm quà nữa. Thì, đây con gửi cái món quà này cho cô chú hai. Chú hai mở ra đi nha. Chú cứ mở ra trước kìa. Bao nhiêu chú hai? 1.2 triệu. Dạ. Đây là cái món quà nhóm Hoa Từ Bi gửi tặng đến cho hai vợ chồng mình nha. Gia đình rất cảm ơn bên Hoa Từ Bi hả? Dạ, nhóm Hoa Từ Bi ạ. Nhóm Hoa Từ Bi. Cô chú vui không? Vui chứ. Sự là cầm trên tay cái số tiền thì cô chú cũng rất là vui và xúc động, cũng không biết nói gì hết. Nhóm Hoa Từ Bi ơi. Lớn, cô không nhỏ, cũng dạ. Đỡ được phần nào. Dạ.
tại vì đi làm thì cũng rất là vất vả luôn, một ngày một đêm mà hai vợ chồng thì thu nhập chỉ có là 300.000 thôi thì thật sự rất là vất vả, nên là có cái tiền này thì cũng trang trải được rất là nhiều luôn. Nhân đây thì con cũng đại diện cảm ơn nhóm Qua Từ Bi rất là nhiều đã giúp đỡ cho hai gia đình, đó là gia đình chú Năm Thứ và chú Hai Triệu, hai cái giếng cũng như là số tiền để mà trang trải cuộc sống. Chúc cho nhóm có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Chúc cho cô chú có nhiều sức khỏe hơn trong thời gian sắp tới. Dạ, con chào cô chú nha. Dạ. Cảm ơn.